tháo cái giảm sóc thân nhỏ của xe Vina HD các bạn nhá. Đây, để thay toàn bộ cái giảm sóc thân to anh em nhá. Đây. Anh có cần cái bạt làm anh lấy cái kia anh nhầm. Cái bạt này cho thoải mái nó quần quần đây. Anh em biết là toàn bộ cái dòng xe này thì nó là giảm sóc thân nhỏ anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ cả anh trai hai anh em tháo cái giảm sóc thân bé này ra các bạn nhá. Và thay toàn bộ cái thân to. Đây các bạn này, giảm sóc thân bé này. Đấy, bây giờ mình sẽ thay toàn bộ cái giảm sóc thân to các bạn nhá. Đấy, đây là đang tháo cái giảm sóc này. Đấy các bạn thấy không? Chúng ta sẽ chuẩn bị mấy cái ca lê 17 các bạn ạ. Hai cái ca lê 17 anh em nhá và một cái 14. Đấy. Nhiều anh em hỏi mình là cái xe Hyundai HD thì thay cái thân to là có bền hay không và chạy êm hay không. Thì mình thì thật sự bán hàng thì mình thấy anh em phản hồi là ok. Đấy, nhưng mà để anh em có một cái gọi là khách quan nhất thì anh em lên tham khảo những bác tài chạy thực tế. Đây hôm nay thì anh ý đang tháo cái giảm sóc thân to ra đây các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Tháo rất là dễ luôn này. Thì tí sau khi lắp vào ấy thì phải chạy tầm khoảng 5 bữa nửa tháng thì mới có kết quả được anh ở đâu. Chứ còn chạy ngoài hôm thì không thể biết trước được. Thì sau đó tí mình sẽ lấy cái số điện thoại và mình quăng lên trên này thì anh em có gì anh em tham khảo số điện thoại bác tài. Đấy, hỏi trực tiếp bác ý luôn là hôm nọ lắp cái đôi giảm sóc nhà Nhật Đức giảm thân to chạy của em hay không. Đấy thì anh em sẽ có một câu trả lời nó chuẩn xác nhất hơn thì anh em mà sẽ dễ vào việc hơn đúng không các bạn. Đấy, tháo rất là dễ các bạn nhá. Con này thì anh em vất vả một chút thôi, anh em có thể tự tháo lắp ở nhà được. Đấy, chúng ta đầu tiên là lật cabin lên các bạn ạ, sau đó chúng ta tháo thôi, rất là dễ luôn. Con ở dưới thì các bạn phải hơi vất vả một chút. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đơn giản luôn. Con đằng trước thì tháo dễ, con đằng sau thì các bạn phải chui vào gầm. Đấy, các bạn thấy không? Đang tháo đấy. Hiện tại thì đang tháo đằng sau anh em nhá. Đằng sau thì giống như đằng trước thôi. Anh em cứ phải chui vào gầm vất vả một chút cho mình. Nhanh các bạn nhá. Bác tài tháo cũng nhanh luôn. Kinh thề đấy các em luôn. Là mình không nghĩ là nhanh như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn đang ngắm toàn cảnh nào. Anh trai rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn này. Anh ấy dán vòng quanh xe các bạn, rất là nhiều thứ nhá. Đây, trong xe thì dán hết các bạn nhá. Đây, đầy đủ hết này. Thân to này các bạn nhá. Đây thân to đây. Chú Hyundai to bao nhiêu tiền hả anh Mạnh Hổ? Anh Mạnh Hổ ơi, anh dán chú Hyundai vào xe gì nhỉ? Anh Mạnh Hổ nhỉ? Đây anh em ơi, đây là mình sẽ thay toàn bộ cái giảm sóc thân to này vào chiếc xe Hyundai HD và rồi tháo ra các bạn nhé. Đấy, thân to này thì mình đã review trên kênh của mình rất là nhiều video rồi. Chạy thì mình thấy anh em bán cho anh em ở trên cả nước ấy, anh em phản hồi cho mình là chạy ok, êm. Đấy, chống hất và êm. Đấy thì chạy có là ok được so với giảm sóc kim. Đây là toàn bộ là mình đang tháo ra và mình đang thay cho anh trai nhá. Đợi đây đang thay một cửa ngoài. Đợi thay một ngoài xong phát là thì mình sẽ lắp cái này vào nhá. Anh lắp cái móng tháo 7 phút thôi, chắc lắp 7 phút là 15 phút. Thì sau khi tí mình lắp xong thì mình sẽ quăng cái số điện thoại của bác tài lên trên cái video của mình nhá. Thì anh em sẽ vào và hỏi bác tài là chạy có thích hay không để có một cái gọi là cái thực tế nhất về cái khâu là nhớ anh em hỏi mình là giảm sóc chạy có êm hay không. Đây thân to anh em nhé, to toàn bộ, to rất là nhiều so với cái giảm sóc của anh em đang trên xe. Con này là thân to nhưng mà cốt lại cốt nhỏ anh em nhé, có nghe cốt nhỏ để cho nó vừa với dòng Hyundai HD chứ không phải là thân to mà cốt to đâu. Có nghe các bạn hình dung là cái lỗ này nó phải là lỗ bé nha anh em nhé, thì nó mới sò qua vừa cái cốt của các bạn được. Nếu mà các bạn mà lấy cốt to là bị nhầm sang đời của 5 tấn. Còn con này là sản xuất thân to để dành cho Hyundai HD. Đấy, anh em lưu ý giúp mình nhé. Con này là hàng Hàn Quốc xịn 100% nha các bạn nhá. Nó tên gọi là Chewon các bạn nhá. Thương hiệu Chewon. Đấy, các bạn có thể gõ ra trên mạng Google có thương hiệu Chewon của Hàn Quốc là sẽ ra luôn cái thương hiệu giảm sóc là và nó không có hàng pha ke anh em nhá. Pha ke đến 1 cấp 10 luôn.
bên kia là anh em mình lắp dưới trước, lắp trên trước, các bạn kéo xuống là nhanh, rất là nhanh hơn. Khoan trục dưới này để cho nó êm hơn này, để cho nó dài ra nó êm hơn. Rồi hạ cabin. Rồi hạ cabin ngon lành luôn anh em nhá. Rồi đã xong các bạn. Ok, xong luôn. Chú ơi, chú cho chú đi số nước. Rồi đã xong anh em nhá. Cho vào trong cùng, cắt làm sơ cua. Đây, cắt sơ cua anh em nhé. Đây vẫn là trong hòm đồ, cắt ở trong hòm đồ làm sơ cua. Đấy, đã xong các bạn nhá. Khóa lại. Tham khảo qua số điện thoại của anh ở đây các bạn nhá. Đây số điện thoại anh ở đây. Đây là 0975053090. Số điện thoại của bác Tài cố định anh em nhá. Đây số điện thoại bác Tài đây. Anh em có thể là các bạn điện vào số điện thoại của anh đi. Các bạn hỏi là chạy có êm không, có ngon không hoặc là chống ất không. Thì các bạn có thể điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của bác Tài đây. Anh em có thể có câu trả lời nó chuẩn nhất, vì mình bán hàng thì đôi khi là mình bán thôi, chứ nhiều khi là mình không thực tế, nhưng mà mình thấy cảm nhận của anh em trên cả nước thấy là ok. Và anh em có muốn cảm nhận thực tế của bác Tài mà từ các bạn tai nghe và check thực tế thì các bạn nhớ điện thoại theo số này cho bác Tài nhá. Đây số bác Tài đây. Đấy, hoặc là anh em có muốn mua lại mà chúng tôi giảm sóc xịn theo xe thì các bạn có thể liên hệ bác ấy, bác sẽ bán lại cho anh em đó các bạn nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá đã theo dõi cái live stream này của mình. Đấy, các bạn mua đồ của các bạn nhớ vào đúng cái phương tiện nhận thức giúp mình nhé. Đấy, phương tiện nhận thức này. Ok anh ơi, anh chạy nha, anh cảm ơn anh. Anh chạy đi mấy đứa qua lấy cao su nhá. Thank you anh trai rất là nhiều nhá. Có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038 các bạn nhá. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn.